Sau khi dùng kem này xong mấy bà cảm thấy da của mình nó cảm giác nó rất là mịn và mình dưỡng cái gì nó cũng kiểu nó sẽ hấp thụ tốt. Đó chính là Embuya Get Hot của nhà La Bonita. Cơ bản là da mình không chịu chăm đều, không tẩy da chết đều đặn thì chắc chắn sẽ có lớp da sừng và làm da của mình không mịn màng. Đó nó sẽ gây cản trở cho cái việc hấp thu dưỡng chất, làm cho da của mình dưỡng mãi mà không đẹp hơn. Thành phần chính chứa trong em này là 25% AHA kết hợp với lợi khuẩn Lactobacillus với nồng độ vừa đủ nên không gây kích ứng, bong chóc hay là đỏ ghét tổn thương da. Này sẽ giúp cho da mình được đào thải tế bào da sừng, từ đó nó sẽ ngăn chặn được cái quá trình mà sản sinh thêm melanin đó, những cái sắc tố gây sạm nám. Lòng nói bà nên dùng em này. Tại sao tôi nói là da học sinh sinh viên, vì một cái chai này mình sử dụng được khá là lâu nhưng mà mỗi lần mình xài cũng một lượng vừa thôi và 10 ngày mình mới sử dụng một lần. Thì khi mà mình sử dụng đều đặn như thế này thì da của mình hấp thu tốt nè, dưỡng nó sẽ nhanh sáng, giảm thâm tốt và làm đồng đều màu da, căng bóng hơn, mịn hơn. Sau khi peel dù với nồng độ nhẹ thì chúng ta cũng nên nó là đắp mặt nạ phục hồi và sử dụng serum HA hoặc là serum B5 để giúp da mình khỏe lại nha. Cảm biết là làn da tôi là làn da khô nên xài La Bonita món nào cũng siêu hợp hết hết. Cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào da khô, da thiên khô hoặc là da hỗn hợp. Sau khi peel thì tôi thấy á, cái da mình sẽ căng bóng nhưng không bằng vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau nó sẽ căng bóng hơn rất là nhiều luôn. Và đừng quên là chống nắng kỹ nha mấy bà. Chúc mấy bạn có một làn da như ý.